để cho tôi không làm phiên bản. Vậy như ý. Rồi, ok. Xong kiểu như là cái này chắc là 6 lần thôi. Anh không biết này. Xong rồi kiểu như mình cứ xẻ ra vào kia có máy xẻ ra đúng không? Thế là khi mà bắn ấy, anh em mà em hỏi em là làm sao biết mình nấu chuẩn ấy, thì mình cắt một miếng này như khoanh giò ấy, xong là mang vào máy kiểm định thì nó sẽ phải ra đi vào đây mất khoảng một ly, hơn một ly. Ngoài này bắn nó không chuẩn bởi vì luôn ngoài này nhôm nó bị oxit. Ừ, bên trong nhôm nó bị oxit rồi thì nó sẽ không chuẩn tí, nó mài đi một tí, xong rồi bắn tẹt cái thì bắt đầu ra được chuẩn. Đúng rồi. Về nguyên tắc là thế, nhưng mà thực tế là không như thế. Giả chém gió thì phải nguyên tắc tuân thủ. Nhưng mà trong sản xuất thì là mình không đạt được mức. Đây này, cái này chắc là size to nhất đấy đúng không anh? Ừ, 18. Size này là cột điện. Đây là giả gỗ thôi. Đấy, nó cắm ở đây. Còn tại vì là... đây nó là hướng tây. Ừ. Hướng tây nắng phá nó rất là nhiều. Thành không nghe thì anh Tuân phải mình có cái. Ở thằng Tuân đâu ấy nhỉ? Không, anh Tuân gọi nó xuống cái thằng Marco. Thằng đấy phải đi ấy. Nhưng anh phải nắm được hết. Để làm gì anh? Cắm ở đây để test cái gì? Nó test cái độ súng màu của Vân Vũ Phim. Tại vì cái hướng này là hướng tây thì nó nắng nhất, nắng từ sáng đến chiều mà nắng tầm 1-2 giờ nó. Người ta test vào trong hoạt động ra bao lâu anh? Thì cứ cắm thôi, anh em nó. Ý là cắm ở đấy thì sau khoảng bao lâu thì mình sẽ test? Nó cắm theo 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và đây nó đang test đến khi nào bay mất. Độ bền bao nhiêu năm? Độ bền bao nhiêu năm? Độ bền bao nhiêu năm? Độ bền bao nhiêu năm?